buồn. Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý khách xa gần đã về với lễ hội làng em. Chốn quê có lịch có lè, đi đâu cũng phải nhớ về quê hương. Về với làng em thì người ta thường có câu là: mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho em vui lòng. Thì tay em nâng cái cơi có đừng nghĩ sâu. Mặt em nhìn, nhìn em liếc, liếc em xem có ai gửi xe vào 100 áo à. Là ô tô nhé, xe máy cứ là 50, còn là 20 là xe đạp thôi. Cứ thế mà chơi thôi. Giá đã quy định cái gì? Nhiều quá. Một năm hội làng có một lần, mày phải để anh gặt chứ hả? Đừng có thắc mắc, nhốt tất cả vào. Quê em là như thế đấy. Trốn quê có lịch có lẻ. Mà đặc biệt ý, ai cũng nhớ về hội đình làng em. Cái mái đình nó là văn hóa xưa nay của người Việt. Cho nên là nhắc đến mái đình, trời ơi, mọi người hãy nhìn kìa, mái đình làng em kìa. Đình làng em nhìn lên cong vút, mái trước cong cong, bên cạnh nó cũng lại cong, phía sau đuôi nhìn đâu cũng thấy cứ cong bình thường. Đình làng em mái nào cũng cong, nó cong cong từ ngày xưa, nên bây giờ chúng ta ngắm cảnh đình. Cảm ơn các bác. Hát về cái đình nó phải thế. Nhưng mà đấy là bài hát dạo đầu thôi. Bây giờ em mới hát bài hát quan trọng nhất mà em sẽ hát vào khánh thành đình làng em tối nay. Âm nhạc. Tắt nhạc đi, không phải nhạc này. Lại ông bác em à. Ông này chuyên gia được làng cho làm âm thanh loa đài. Tắt nhạc đi, ông bác ơi. Tắt nhạc, cậu bác. Đấy, nói đến cậu bác cái này tắt ngay. Làng em rất buồn cười. Nhưng làng em đặt ra cái hương ước là có bực nhau đến mấy thì không được chửi nhau. Có giận nhau đến mấy là cũng không được đấm nhau. Mà có điên nhau đến mấy thì không được cầm dao mà xiến nhau. Đấy, cho nên là nói nhẹ là cậu bác cái tắt nhạc đi là cậu tắt ngay. Thế chứ. Em xin trình bày ca khúc thứ hai. Thằng điên kia, chịu đựng nó mới nổ thôi. Thằng điên xuống Bắc kia, tắt nhạc đi. Xuống Bắc, tắt nhạc. Tao, mày tao điên mà mày thế nhá. Em cảm ơn các bác. Riêng tất cả những ai về dự hội đình làng em 8 năm nay em để ý biết hết rồi. Cứ nhìn thấy người tốt là vỗ tay. Cảm ơn các bác vừa vỗ tay cho người tốt. Xin chào tất cả các bác về dự hội đình làng em. Mời mọi người gửi xe vào đây. Dạ, ở đây có khuyến mãi rất nhiều thứ. Mọi người gửi xe bên này, gửi xe bên này. Đường vào nó đầy đủ, được phục vụ đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ, trả tiền phải đầy đủ thì mới được xách xe ra một cách đầy đủ. Tất cả mọi người hãy vào đây. Ồ, cái thằng danh con kia, cái cọc tao cắm ở đấy rồi, mày mang ra chỗ khác tao tát vỡ mặt mày bây giờ đấy. Này này, hương ước của làng, hương ước của làng. Nhưng mà bảo nó cứ không... Cái gì các bác thấy không? Trời ơi, hương nước đặt ra bao nhiêu đời mà nó xé một phát nát ngay ở bãi gửi xe. Không? Hương ước mà thế à? Mô Phật, không được nói như thế. Các cháu là con cả cháu, thằng kia là con chị ruột tôi đấy. Ông nói với nó bé thôi. Mày vào đây phá cái phóng tiết lợn, mày đâm thằng này phát rồi. Thôi, tôi nhầm, có làm sao đâu. Bình tĩnh. Vâng, ôi các bác ơi, năm nay làng em mở hội tưng bừng lắm. Các bác nhìn kia, nhìn kia, máy đình công vút. Ôi, kể rồi, hát nát đầu từ nãy giờ rồi. Bây giờ mà hát nữa là nhạt thịt lắm. Hát về đình công rồi, các bác biết hết rồi. Ôi, nó hát trước rồi hả các bác? Không sao hết, bây giờ thế này. Tôi muốn miêu tả tất cả cái lễ hội đình làng ta như là một lễ hội mang tính du lịch để mọi người về đây. Được, được chưa? Đấy, ý này được, đấy. Rồi. Rồi, thử xem nào. Âm nhạc. Rồi. Ui, máu thế. Tắt nhạc. Gì? Thứ nhất là chỉ có hai người ở đây vỗ tay là không hát. Người ta đã biết hát thế nào đâu mà vỗ tay. À, thế thì vỗ tay đi rồi mới hát. Hoang quá cái làng. Từ từ, chưa khi xong, chưa xong, từ từ. Ôi trời ơi. Thế này mới làm phổ nhạc. Sao bảo xuất khẩu thành thơ? Âm nhạc. Nhìn kia. Cụ bà, cụ ông đang ghi tên những người vào công đức. Ui, đế vương. Khắp nơi con em hân hoan về họp xây đình, vỗ tay vỗ tay. Còn hội phụ nữ chia nhau với mâm người thì nấu cô. À dạ.
đám thanh niên ra sân sau tổ chức đấu vật, được không? Đấu vật, làng mình đấu vật là nhất khu này. Vâng, và chính là một cậu to cao thôn đông không may toạc cần giữa sơi, lấm lưng giơ chân sang ngang hở hết đầu. Ê, tắt nhạc anh, sao lại hát hò như thế hả? Ở đây có người lớn người bé đến xem hội mà hát như thế là người ta gọi là dung tục. Dung tục cái gì? Khổ quá, cái thằng nó vật. Đúng rồi, rồi nó đấu vật, mà vật ở làng mình là thường là không mặc quần, vật là chỉ có đóng khố thôi. Thế mà nhưng mà cái bánh chân ra hạ dạ hạng chân mà lại hở cái đầu đầu thì các bác cười nó lại tưởng là hay. Hay cái gì? Hát hò lung tung như thế thì đang phổ nhạc không được, người ta mới ngấp ngứ là cái thằng cu nó mặc quần, nó rách quần ở giữa sới. Thế nó hở là hở cái đầu. Đầu gì? Hở cái đầu gối các bác ạ. Đầu gối thì ông định hát thế nào? À, tôi hát thế này. Lấm lưng giữa sân trang ngang hở hết đầu này. Đầu này. Em tả tiếp làn em đây các bác ơi. Nhìn kia. Cái gì? Một chị chơi đu khi bay lên cao gặp cơn gió lớn. Gió bay lung tung hở hết cả. Ê! Xuống đi chị. Con gái con đứa mà lại thế à? Hả? Chị có biết là đu quay có phải dành cho những cái người mặc váy như chị đâu? Hả? Chị biết là chị rún như là cái nó tướn lên như thế, gió nó tốc ra rồi ôi, hở hết rồi. Xuống. Này, cần phong mỹ tục. Này. Đu quay ở trong kia mà. Đu nhún ở trong kia mà ông tưởng tượng như ở đây như thật ấy. Này, không có cái chuyện mặc váy được đu đâu, mà mặc bộ tứ thân này này, ông nghĩ ra cái gì đấy hả ông Long? Mà đu mà ông hát thì thế thì tôi biết là hở cái gì rồi. Hở con kia là con nhà nào? Thôi, đây, để tao bảo bố đứa ta gọi nó về đấy. Người ta mặc tứ thân, có cái buộc giải yếm thế này, lên cao thì gió nó bay phần phật tuột cái giải yếm ra. Đừng có tư duy đồ trụy nhé, hát thế là tôi biết hở cái gì rồi. Gió bay lung tung hở hết cả lườn. Chỗ này cao trào, các bác vỗ tay em hát này. Một bọn trẻ con tung tăng trên sân tổ chức khoe cù. Nào mời chị em đưa xe ra đây rồi vào cất mù. Hơi! Hơi! Mù 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 mù. Hơi! Mù 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 cái gì? Hả? Nó còn dài mồm ra. Hát như thế mà không thấy xấu hổ à? Đồ trụy, đồ trụy. Đồ trụy cái gì? Làng nào? Trẻ con nó khoe cù. Khoe cù là khoe cái gì? Khổ quá, làng mình nổi tiếng nhất tỉnh là chơi cù quay. Thế sao không hát bố nó sang là chơi cù khoe quay đi mà khoe cù? Ô thế chẳng nhẽ tôi lại nói là một bọn trẻ con ra sân rủ nhau khoe quay à? Thế còn cái mù 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 nên là mù mù là cái gì? Nào mời chị em ra đây dắt xe rồi vào cất mù. Cất mù là cái gì? Mũ bảo hiểm. Có được không? Không được. Sao người ta lại kẻ mà vỗ tay chèm đi mũ bảo hiểm mà nó cũng nghĩ ra cái gì, tôi khổ lắm rồi đấy. Sao mà lại cái hát cái mượn cái giai điệu người ta cho bẻ sang cái kia làm người ta hiểu hết sang ý nọ ý kia, hiểu không? Mà này, ông tả như thế là làng mình tôi thấy cũng không đẹp mấy đâu. Lễ hội chỉ có ông rách quần rồi bà đu hở lườn. Nhưng đấy là lễ hội làng mình. Tết nhất rồi thì tả cái gì nó cũng phải đẹp, nó có hơi thở của Tết. Thích đẹp bao giờ? Ờ. Bác cho em tí echo em đọc cho đẹp ạ. Giải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi. Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà xanh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng đi chợ Tết. Họ nối hàng đi trên cỏ biếc, mấy thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lon ton, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Ôi trời ơi, đang hay tự dưng cười như con ma rú, kinh chết đi được, làm gì có cô gái nào đấy thích cảnh đẹp. Có luôn cảnh đẹp đấy. Cái cảnh đấy là không phải cảnh ở quê mình, cảnh ấy đẹp nhưng mà là ở vùng cao. Thơ đấy là của bác Đoàn Văn Cừ. Bác tả cảnh chợ quê ở vùng cao. Thôi thôi, tóm lại nhá. Hả? Cái việc của tôi làm việc ông làm, ông đừng có chen ngang nữa. Từ nãy bao nhiêu cái hay cái đẹp tôi cứ định nói thì ông lại cắt ngang. Bây giờ này, sân của ông đây. Sân của tôi đây. Báo cáo các bác, em phụ trách loa đài, cho nên cái quyền loa đài là quyền của em. Còn ông chú ý cái chuyện là tối nay ông hát để biểu diễn chào mừng đình làng nhá. Ông không phải dùng. Việc của tôi lo bao nhiêu tháng này rồi. Chỉ có tập trung để hát mỗi buổi tối ngày hôm nay mà không làm được nữa thì thôi nhá. Đừng. Này, đừng có sân si sang bên này nhá. Mô Phật bên này chuẩn bị xong hết cả rồi. Thì đâu thể hiện không như nào? Sáng mắt ra luôn. Mấy anh em đâu rồi? Ra đây thể hiện để cho Xuân Bắc xem các thứ mình chuẩn bị đâu. Ra đây chơi đây.
cái bài này à? Trước hát rồi. Bài này chỉ là chào đầu thôi, không khí chưa? Tưng bừng chưa? Mùa xuân chưa? Được, được, được. Đấy, lần sau mà anh bảo dừng là phải dừng ngay. Không từ cái anh nói rồi vẫn còn thịt thịt, tôi phải thổi sáo, trà cả đầy nước dãi. Kinh quá. Nào, này, thể hiện nhá. Hôm nay bao nhiêu ngày tập, giờ mình mới chơi. Bởi vậy cho nên là mình phải chơi hết mình, chơi như chưa bao giờ có, đúng không? Rồi. Rồi. Kinh không? Thằng này là thằng Tuấn Anh, con nhà ông Họa, nghề chính là có bán bún chả, nó quạt thì thôi ra khói, tức mừng. Được. Nào. Hôm nay mình biểu diễn cho tất cả họ hàng làng mạc nhà mình xem. Chính vì vậy phải chơi hết mình, chơi luôn. Ôi, được rồi, lau, chảy nước nhiều quá. Nhá, được rồi. Này, thằng này là thằng Tuấn, con nhà ông Dưỡng. Đúng. Nó thổi bóng bay phồng mồm trận má các lễ hội. Tí nó còn thổi lứa to bằng này cơ. Ờ, được rồi, tôi biết rồi. Đấy. Thôi. Không cần giới thiệu các cụ mới không, các bà chỗ khác đến cũng biết là nhà mày làm nghề giã giò rồi. Một năm nó giã thủ mấy cái mặt trống của nhà tôi. Thôi được rồi, bây giờ này. Cái mình đã tập cũ rồi. Hôm nay Xuân Bắc có vẻ khinh mình, thấy không? Hôm nay mình sẽ chơi để cho Xuân Bắc biết là mình tập luyện thế nào. Chơi luôn. Có vẻ hay đấy. Đừng nói. Tiếng sáo cất lên, mênh mang đồng ruộng. Nhắm mắt vào đi, mọi người nhắm mắt vào đi, sẽ nhìn thấy cánh đồng rộng bao la, những con cò trắng bay la, những mương nước, những dòng sông, triền đê, kìa, đó chính là hồn quê đấy. Quê hương đấy. Thôi. Cái bài này thế người nào người ta không có quê thì không lẽ à, thì đằng đầu quê hương của chúng ta, đó chính là hồn quê. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương là cầu tre nhỏ, mẹ về nón lá nghiêng tre. Quê hương là con đò nhỏ, kìa, con đò bên sông. Đừng thổi nữa để anh ngâm. Con đò dịch đít sang ngang bên sông thấp thoáng, cái làng thò ra, làng này là chuyên làm bánh đa. Sau đây giọng hát vàng ca của làng. Nhầm. Sao đây nhầm. Anh? Sao lại nhầm? Nhầm rồi, không phải cái bài này. Anh bảo là cái bài lúc nãy mà. Bài lúc nãy nhầm, lại chơi luôn đi. Lại. Đừng để nó khinh, nhầm. Đúng rồi. Tiếng sáo lại cất lên. Mõ trâu về, những triền đê xanh cỏ. Trời ơi, quê hương tôi có con sông xanh mát, nước gương trong soi tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Đây là thơ của Thế Hành, nhớ con sông quê hương. Mượn một tí. Kìa, quê hương kìa, nhìn kìa, quá nửa đời phiêu dạt. Con lại trở về úp mặt vào sông quê. Ôi con sông quê, nhà ai cũng có sông. Kìa, lại có một con đò. Đừng thổi nữa để anh ngâm. Con đò lại sang ngang này. Không, con đò dịch đít sang sông. Bên kia có một cái làng phồng to, làng này chuyên làm bánh gio. Sau đây giọng hát rất to của làng. Chơi. Lại bài đấy à? Tao phát điên thì chúng mày sao cứ nhầm mà. Đúng nhỉ? Đúng mà anh. Không phải cái bài khổ quá, tao định hát cái bài kia xong mà cứ đánh nhầm đấy. Bài nhầm rồi, cái bài lúc nãy. Bài lúc nãy à? Có hát được không? Bài lúc... Đừng để yên, tập trung. Này. Tiếng sáo ngân lên. Nào. Hãy nhớ về quê mình đi. Ai sinh ra chẳng có quê. Kìa, có những người không có quê thì sao? Không có quê là không có gốc. Thì mẹ mồm đi đang hát. Về quê đi, quê hương ta bánh đa bánh đúc. Kìa dáng ai như, dáng chị, dáng mẹ, dáng bà, dáng dì, dáng cô, dáng cụ, dáng kỵ. Kìa, những người mẹ đứng trên đê nhìn xuống sông. Kìa, lại có một con đò. Đừng thổi nữa để anh ngâm. Lại sang sông. Sông, con đò dịch đít ra kia. Bên sông có một cái làng chìa ra, làng này chuyên làm bánh đa, cho nên giọng hát câu ca của làng. Ê.
thôi. Thôi thôi. Cái gì? Tao vào khóa đột quỵ tao chết đây. Đang hay mà. Sao chúng mày cứ đánh cái bài này thế hả? Thì anh bảo là cái bài lúc chiều mà. Thôi thôi, tối tốt nhất là đừng biểu diễn nữa. Yên nào. Nhầm rồi. Cái bài mà mới tập lúc chiều nó quê hương đất nước đấy. À, bài lúc chiều. Bây giờ là bài lúc chiều nhá. Đấy. Đúng rồi hả? Đúng rồi hả? Bio Acimin Gold được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Nay đã có Bio Acimin Fiber với chất xơ tự nhiên Synergy One và Men Vision. Đặc chế dành cho trẻ táo bón, Bio Acimin Fiber tăng chất xơ chẳng sợ táo bón. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Siro Pequia, thông thoáng đường thở cho người khó thở, dùng cho người ho hen, hen suyễn, hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính COPD, sản phẩm của dược phẩm Pequia. Siro Pequia nhân sâm bổ phổi, hỗ trợ bổ phế, long đờm, thông thoáng đường thở cho người ho hen, ho khan, ho có đờm, đau rát họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm đường hô hấp trên, sản phẩm đạt chuẩn GMP của dược phẩm Pequia. Một nhà cung cấp hàng đầu những sản phẩm kính mắt tại Việt Nam. Điểm đến an toàn cho đôi mắt của bạn với những bác sĩ, kỹ thuật viên và các thương hiệu mắt kính hàng đầu thế giới. Nơi quy tụ của những thương hiệu danh tiếng thế giới. Với bề dày gần 20 năm kinh nghiệm, kính mắt Việt Tín luôn hướng tới chất lượng và dịch vụ hàng đầu cho người tiêu dùng. Với mẫu mã đa dạng cho mọi lứa tuổi, máy móc, trang thiết bị đo khám, lắp đặt chính xác và hiện đại nhất hiện nay. Kính mắt Việt Tín, cho đôi mắt sáng, rạng ngời tương lai. Trên bước đường thiện nguyện, trời nắng mưa khiến bạn mệt mỏi và đau đầu. Đừng để cơn đau ngăn cản yêu thương lan tỏa. Travicon 650 chứa 650mg paracetamol, hiệu quả giảm nhanh các cơn đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau họng, đau cơ, hạ sốt do nhiễm khuẩn, do tiêm chủng vaccine và cảm cúm. Không dùng cho người quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc, người bệnh thiếu máu, bệnh tim, phổi, thận, suy gan nặng, thiếu hụt men do sáu PD. Đồng ý hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Travicon 650, điểm tựa vững vàng, chinh phục thành công. Mang lại sinh khí rực rỡ. Sunny Four tô điểm khắp mọi không gian. Sunny Four lau chùi hiệu quả thật đã. Không sợ nắng hay gió bão. Có Info mang chất lượng tuyệt vời, khắc nghiệt thời gian không lo. Info. Sunny Four vẻ đẹp từ chất lượng. Là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp, nhưng tôi vẫn có những trăn trở về gia đình của mình. Cơn đau nhức khớp của bố, những bước đi khó nhọc của vợ. Và tôi đã tìm ra giải pháp tuyệt vời. Đó là lựa chọn thang máy Advin trong ngôi nhà của mình. Thành công nhất của mỗi doanh nhân là mang lại hạnh phúc cho gia đình. Thang máy Advin, nhà cung cấp giải pháp tổng thể về thang máy đáng tin cậy nhất. Làm rồi gì đấy? Chúng mày làm cái gì đấy? Đây mở ra đây. Dạ. Xin giới thiệu với tất cả các vị quan khách. Đây. Để đây tự giới thiệu được. Dạ. Xin chào các cụ, các ông, các bà. Xin chào quý khách thập phương. Vâng. Em xin giới thiệu với mọi người. Em tên Dung, họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Dung. À. Làng cho em phụ trách về vấn đề văn hóa, văn nghệ của làng. Đúng rồi. Nên là em mới có mặt ở đây. Năm nay thì em 82 tuổi. Thế nhưng mà các bác cứ gọi em là chú, là bác, cùng lắm là ông. Thế là em vui. Cảm ơn. Ê, cụ ơi, cụ có tuổi rồi. Cụ già nhất nhì làng rồi, phải cho gọi là cụ chứ. Tao không thích. Thế nhưng mà phải gọi là cụ nó mới đúng ngôi thứ. Thế nhưng mà tao không thích. Sao lại không hiểu à? Gì? Ông ấy không thích gọi là cụ đâu. Sao? Ông chỉ thích gọi là ông, thích gọi là anh, cùng lắm là bác thôi. Thế à? Vì cụ này cụ tên là Dung. Nếu mà gọi là cụ Dung tức là Dung bố. Đây! Đừng có bắt chạy nha. Cụ phải nghe cháu nói. Cụ Dung mà gọi bằng cụ là Dung hết răng. Đúng rồi, đúng là rồi. Cụ không thích gọi đúng bằng rồi, cụ. Đúng. Dạ vâng. À, tóm lại. Quái đây. Nguy hiểm. Tóm lại là cụ hôm nay là cụ ra có việc gì đấy ạ? Dạ, có việc thông báo đây. Vâng, dạ. Cụ là tin của các cụ trong kia đây. Dạ.
chương trình văn nghệ chào mừng hội làng năm nay sẽ có cải tiến đổi mới. Ôi dồi ôi, hay quá, quá cụ ơi. Dạ, cứ đổi mới mới cải tiến là bọn con sẽ ủng hộ hết mình đấy ạ. Vâng, dạ. Các cụ cứ ra chỉ thị. Đúng rồi. Bọn con nhất nhất là nghe theo các cụ. Dạ. Phải cải tiến nó mới đổi mới được. Dạ. Thế các cụ cải tiến thế nào ạ? Cắt phần văn nghệ của mày. Ôi, thế nhỉ? Sao lại cắt hả? Thằng nào, con nào, đứa nào cắt? Ai cắt? Hội đồng các cụ vào cắt. Sao lại thế? Này, cụ ơi. Từ lúc con nghe thấy cụ bảo đổi mới mà cắt cái tiết mục này, dạ, con vui lắm cụ ạ. Mày biến đi vào trong đi. Cùng ban cùng hội với nhau mà cắt mất miếng cơm manh áo mà nó còn cổ vũ như thế à? Hả? Thế cụ lấy cái cớ gì? Lấy cái lý do gì? Tại sao là các cụ lại cắt? Hả? Lý do là từ tao đây này. Từ tao, cụ tao tham mưu cho các cụ ấy cắt đấy. Cụ có biết cái gì đâu mà tham mưu? Tao lại không biết. Này, cụ chả biết gì về nghệ thuật. Không hiểu sao làng này lại bầu cụ phụ trách nghệ thuật. Chuyên môn chính của cụ là nuôi lợn mà cụ khác phụ trách nghệ thuật. Đấy. Ấy cái gì? Làm sao đấy? Sao vừa nãy bảo là cụ thay đổi thế nào con cũng nhất nhất làm theo nhưng ông ấy phải ủng hộ mình chứ, ông cắt phén lên rồi còn cơm cháo thì không có liên quan gì. Cụ cũng chơi. Dạ, trước là con xin thay mặt con xin lỗi cụ. Ừ. Vâng. Thứ hai ấy là cụ làm gì thì làm, nhưng liên quan đến văn hóa nghệ thuật là cụ phải suy nghĩ cho nó thấu đáo ạ. Đúng rồi. Dạ. Quyết định một vấn đề gì về văn hóa nghệ thuật cụ phải nghĩ cho kỹ, cả một đống người đi theo đấy. Đúng rồi. Dạ, bẩm cụ là thế này ạ. Riêng về cái vấn đề mà cắt cái tiết mục của thằng Long ấy, ừ, là con ủng hộ tuyệt đối. Cụ cắt tiệt đi, đừng cho nó nữa. Đúng. Cụ nếu mà đã cắt thì cũng phải cắt ngay. Đúng. Chứ bây thằng điên nó đèo chứ, nó bảo nó cắt cho mình hả? Tập như vừa rồi hát làm sao được. Mà con nói thật với cụ biết, ừ, từ xưa đến giờ nó văn hóa văn nghệ chỉ có con ở cái làng này. Ừ. Con mà không được hát năm nay nhá, ừ, con đố thằng nào vào đây hát được đấy. Anh đố luôn. Anh không phải đố, cũng chả có thằng nào vào đây nó hát đâu. Ừ. Năm nay các cụ đã quyết định rồi, sẽ mời ngôi sao về đây để diễn. Thôi, làm cái gì đấy? Phản đối. Phản đối thì ông đánh cái bài khác, năn nỉ. Ôi, ông phản đối cái bài vui vẻ thế này à? Âm nhạc không đúng chỗ, có nguy hiểm vô cùng. Ừ. Cụ nên mời ai? Cứ cái kiểu quan hệ như làng mình chắc chỉ mời được anh Thơ với Trọng Tấn ấy. Trời, qua thưởng Trọng Tấn với anh Thơ thì hát cái gì? Thế cụ hay là cụ định mời bằng kiểu hải ngoại cho nó sang? Ừ. Ta quen nhau đã bao lâu rồi? Quen nhau bao lâu mà nó còn không nhớ thì làm sao mời nó về đây hát được? Làng mình thâm thật đấy. Thì tóm lại là cụ định mời ai nhỉ? Hả? Phải mời về đây một ngôi sao TikTok. Ôi, tao đang nói chuyện với các cụ mà sao bọn mày cứ phộc vào thế? Bọn em ủng hộ. Ủng hộ. Vâng, ủng hộ ngôi sao TikTok. Bọn này nó chơi TikTok hết đây này. Chúng nó thì còn chơi chứ, cụ có chơi bời gì trên đấy đâu mà cụ biết. Thì chúng nó chơi, chúng nó bảo tao rồi, tao tham mưu cho các cụ mới. Thế cụ mời ai? Tao sẽ mời idol TikTok Lê Trần Hồng Học. Hồng Học. Nào. Hồng. Mấy đứa biết rồi. Biết chứ. Biết chứ. Có ra cái gì không? Này cụ ơi, thế Hồng Học thì là đứa như thế nào ạ? Ừ. Cái thằng ấy thì nó không hát được. Vâng. Thế nhưng mà nó nhép lại rất giống. Ôi trời. Ôi thế cụ, cái người hát tốt cụ không mời về thì cụ lại mời đứa nhép về làm gì hả cụ? Mày không hiểu. Mày lên mày xem nó đưa video lên mạng. Một cái video được hàng chục triệu người xem, hàng trăm nghìn người thả tim. Thôi cụ ơi. Thế bây giờ cụ mời cái thằng Hồng Học ấy nó về nó hát. Sau rồi đám thanh niên làng mình nó trẻ nó cũng Hồng Học nó hát theo. Thế sau rồi ra cái giống gì sau này nữa? À, không được. Tóm lại là không được đâu cụ ơi. Không được. Thế thì tao lại có phương án hai. Phương án hai? Là ai ạ? Nữ hoàng live stream Lê Thị Phẩm Phẩm. Ôi! Ê, Âu! Âu rẻ cái gì? Chú mày biết con bé đấy à? Biết chứ. Chả ra cái thể thống gì cả. Không được đâu cụ ơi. Thôi về như thế này. Tao chỉ ra tao thông báo thôi. Còn quyết là quyết rồi. Việc của mày bây giờ là ở đây. Trông xe cho nó cẩn thận. Vâng. Thế thôi. À đúng rồi. Trông xe cho cẩn thận. Cụ. Tóm lại này, con ủng hộ các cụ. Ừ. Các cụ cứ mời ai về đây cũng được. Con phụ trách loa đài, con chỉnh cho nó hay mỹ mãn. Loa đài là lấy của thằng Phú Lùn Hà Nội về. Ô thế còn con ạ? Cắt đốt. Thôi. Mày làm sao đấy? À, chia vui tí mà. Đúng rồi. Cả hai cùng thất nghiệp. Thôi, về các em. Về quan trả. Ấy. Này, gì? Sao lại về? Thế bây giờ không cho hát bây giờ hát thì lăng trời ơi về. Các chú có muốn biểu diễn không? Có chứ, làm nghệ sĩ. Này, bây giờ thế này, làng mình
có đầy đủ tất cả những nét đẹp. Đây, những người đang lao động mà có thể chơi được nhạc. Chứ đúng sao? Không? Long là cũng có giọng hát. Mặc dù nhiều lúc nó hơi lệch nhịp một tí, nhưng không sao, nghe được. Thế bây giờ mình tập rồi, mình không biểu diễn, người ta cười mình. Đúng. Thôi tóm lại là tất cả mọi người sẽ về sân si rồi, để nghe ca nhạc tuyệt vời. Rồi, bắt đầu. Chơi đi em. Hả? Đúng rồi. Các bác ơi, em bắt đầu biểu diễn đấy. Em bắt đầu là gửi xe miễn phí nhá. Vào đây đến với chúng em đây. Làng quan họ quê tôi, tháng riêng mùa hát hôm. Những đêm trăng hát gọi, con sông cầu làng bao quanh. Ngang lưng làng quan họ xanh xanh. Làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ. Tiếng ca đầu ngọn gió, non quai thao nói gì người ơi. Non quai thao nói gì người ơi. Được chưa? Không. Anh ấy đắng. Các cụ quyết định là không cho mày hát là đúng. Lý do? Phi thực tế. Này. Cái bài này rất đẹp, rất hay, nhưng mà là của ngày xưa. Bây giờ làm gì còn cái làng đấy nữa. Cái làng đấy nó rất là thơ mộng. Bao nhiêu năm nay nó có tồn tại trong sách, trong tranh, nói thế bây giờ lại bảo không thực tế. Thế ông bảo thực tế là của ông là ở đâu? Văn nghệ của mình là phản ánh sự thật, để mọi người cùng nhìn thấy tương lai tươi đẹp. Rồi rồi, ông phản đối bài của tôi thì bài của ông thực tế chút nào. Các em giúp anh nhá. Làng quê của tôi đây, đất này lên giá rồi. Những đêm trăng tơ ngồi, nhìn cánh đồng của làng mênh mông. Mương nước đầy luôn chảy ra sông. Đúng không các bác? Làng mình nó thế chứ lệ. À. Giờ đây họ phân lô, có cò thu mua đất. Đất xưa còn hay mất, lúa ngô khoai biết trồng nơi đâu. Dấu chân xưa lấm bùn còn không. Thôi. Còn. Ông bỏ cái kiểu mỉa mai đi nhá. Ông bỉ mặt tôi đấy à. Ok. Sao bao nhiêu thứ ông không hát, ông cứ phải hát đến đất cát ông mới hát. Thì nó là thực tế diễn ra thì tôi nói gì đâu. Ông biết bao nhiêu người ở cái làng này trong đấy có tôi phải ra trông xe ông chỉ vì đất cát ông. Tôi biết đâu cái chuyện ông đấy. Ông hát cái là ông khinh thường tôi, ông không tôn trọng tôi nhá. Ông bỉ mặt tôi đấy à. Ô các bác ơi, thực sự là em không biết chuyện của thằng Long thế nào. Bây giờ nó lại, thế chuyện của ông thế nào? Đất đông băng, đất ngừng ngừng giao dịch. Em có đất, em biết bán cho ai. Chuyện xưa nay bao người buôn nhà đất. Trước vay của người thân, sau sổ đỏ cắm ngân hàng. Có ai giống em không? Những công trình biệt thự cao cấp, những nhà vườn với lại chung cư. Ôi buồn làm sao, giờ nằm im cả đống. Biết bán cho ai để mà thu vốn về. Bây giờ tôi mới biết chuyện của ông. Ông ước mơ của tôi này. Ước mơ của ông là gì? Làm sao đây cho giá đất em lại tăng. Em bán đi lấy tiền trả hết nợ người ta. Rồi mai đây đất là đất, em là em. Em hứa em cạch đến già chẳng dám đầu tư đất nhà. Rồi mai đây đất là đất, em là em. Em hứa em cạch đến già chẳng dám đầu tư đất nhà. Nói thật thì chả hiểu vì sao mà bạn em nó hát cái bài này nhiều bác đồng cảm thế. Ô này, mấy đứa này đâu, sao lại ngồi ở đây? Đệ sao ngồi ở đây làm gì? Em bán đất nhưng mà bây giờ đất đóng băng rồi. Bây giờ phải bán sổ đỏ. Mà anh ơi, may mà hội em còn có sổ đỏ để bán đấy. Chứ còn mấy thằng bạn em nhá, bây giờ nhá, mùa World Cup ấy, đi hết cả rồi, toang rồi. Mùa World Cup à? Vâng. À đấy, người ơi, làng quê của tôi ơi, đánh bạc và
với lộ đề ngay trong mùa vua cúc. Ngay trong mùa vua cúc. Sao đấy? Sao đấy? Con cúp đâu sao? Sao đây anh ơi? Ôi dồi ôi, xem con cút nóng quá tắm. Thì ông đi bơi, tắm ơi. Tắm, tắm anh ạ. Tắm, nóng tắm, tắm. Tắm thì. Nóng quá tắm. Ngay trong mùa của cúc. Ô kìa, làm gì? Vào sân. Yeah, yeah. Yeah. Sút vào, vào, xít vào đúng không? Không phải. Thế cái gì? Có anh nhảy cầu là nhảy cầu Trương Dương. Có anh nhảy cầu là nhảy cầu Long Biên. Có anh nhảy cầu là cầu Nhật Tân, có anh nhảy cầu. Nhảy nhiều cầu. Nhảy cầu Hạ Long bãi cháy. Cao quá. Đúng, cầu này rất cao. Cầu này rộng 24m với 4 làn xe. Từ mặt nước biển lên đến thành cầu cao 50m. Cho nên nhảy ở đây cơ bản là chết chứ không sống được. Cho nên đề nghị anh em nếu có nhảy cầu thì chọn mấy cái cầu mà dễ sống chứ đừng nhảy cầu bãi cháy nhá. Thôi này, ngày Tết khuyên mọi người có nếp sống văn minh, đừng mắc tệ nạn để đỡ rơi vào cái hoàn cảnh bi đát như thế. Lại khuyên nhảy chỗ nào mà dễ vớt. Không được, mới cả yên tâm. Báo cáo các bác là tình trạng đấy ấy, bây giờ nó cũng đỡ rồi. Là bởi vì một là qua mùa World Cup. Hai là mọi người không còn phương tiện để lên cầu để nhảy. Mà nếu có phương tiện thì cũng không còn tiền để mua xăng. Vì sao? Là bởi vì ấy khi xăng lên bao nhịp cầu tăng giá, có khi mua xăng hết hàng đành quay về, đành gửi lại cái can to đùng, thôi đánh giá chiếc xe quay lại. Tức là ý là mới lên nhảy hay. Cầu nhưng mà hết xăng nên không lên nhảy nữa. Không lên nhảy nữa. Thôi tóm lại nhá. Đúng 7 giờ hôm nay chúng ta ra biểu diễn. Thôi. Anh sẽ miễn phí toàn bộ nhá. Rồi. Mọi người yêu văn nghệ, yêu những cái đẹp, cái hay của truyền thống sẽ đến với chúng ta. Rồi. Còn những cái vớ vẩn chắc chắn mọi người sẽ không yêu. Thôi, về bây giờ nhá. Tuyệt vời. Long Bắc, Long Bắc, Long Bắc. Gì đây? Nghe rồi. Sao ạ? Hay. Ra đây, ô thế cụ vẫn còn nguyên à? Tưởng dụng tiệt rồi. Rất hay. Hay cái sâu sắc. Ôi trời. Thực ra là con đỡ cụ thôi. Nhưng cụ nên đi vào. Bởi bọn con với bọn cụ bây giờ là không cùng phe đâu. Ấy không. Nghe cụ nói đã. Dạ. Thực ra là vừa rồi là cụ phải khích tướng như thế. Thì ở trong kia cụ với các cụ mới được nghe chúng mày biểu diễn chứ. Nhưng mà tại sao cụ lại phải thử bọn con? Nguyên cớ nào cụ lại phải thử bọn con? Thì đấy cụ đã nói rồi. Văn hóa nghệ thuật là phải kỹ càng. Hiểu chưa? Hay là cụ không tin lớp trẻ bọn con? Đúng. Không. Không tin lớp trẻ đấy. Tin chứ. Ở trong kia nhá, cái phần mà các con hát về quê hương đất nước thì nó rất hay rồi. Rồi. Thế còn cái phần mà phê phán tệ nạn xã hội ấy, là không phải mình mang ra để mình châm chọc, mà các con nêu ra để mình tránh xa nó, để mình có một cái cuộc sống nó tích cực hơn. Dạ. Tuyệt vời. Vâng nhá. Ạ, vâng ạ. Đấy, các bác ạ, người ta cứ bảo là lớp trẻ không quan tâm đến văn hóa, rồi không biết gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống. Sai. Làng em đây này, minh chứng này này, Long này, Bắc này, quá là bảo tồn luôn. Dạ. Thôi bây giờ như này, dạ. Về đấy rất hay rồi. Vâng. Cụ sẽ cho tiết mục này biểu diễn khai mạc hội làng. Úi dồi ôi, anh em đâu? Mùa xuân đến rồi, tối nay sẽ tưng bừng. Đồng nhạc lên. Đi chung tụ cả ta, cần hát ta mừng ở hội làng đình ta tưng ngã mừng. Ôi à, ta mừng ở xuân là. Viện thẩm mỹ Thiên Hà, 14 năm số 1 Việt Nam về trị nám và điều trị già. Thương hiệu thẩm mỹ Việt đầu tiên vươn tầm quốc tế, độc quyền hợp tác cùng với Viện thẩm mỹ Hàn Quốc, trị nám Genesis Lab, trẻ hóa nguyên bào, giảm béo thác bồ Max Refit, tăng trắng White Protein X, trực tiếp điều trị bởi hội đồng bác sĩ da liễu lớn nhất Việt Nam. Cam kết hiệu quả bằng văn bản, bảo hành trọn đời, cơ sở vật chất chuẩn quốc tế, hỗ trợ xe đưa đón. Tiến sĩ Hàn thực hiện với ưu đãi tri ân Tết 2023 tại Thiên Hà. Gọi hotline 0943 43 999 nhận ưu đãi ngay. Đến khi mà My nhận ra rằng mình cần phải chăm sóc làn da từ sâu bên trong, bổ sung collagen hàng ngày cho cơ thể. Và vị cứu tinh của My chính là HD Collagen Drink. Với thành phần chính là collagen peptide 11.000mg, có chất xuất từ cá, mầm hoa sen, cây tầm xuân và hoa hồng,
HD Collagen Drink có dạng nước giúp hấp thụ gấp 3 lần so với dạng viên uống. Đặc biệt, HD Collagen chứa hàm lượng NMN cao giúp trẻ hóa, làm chậm quá trình lão hóa làn da, rất tốt cho nội tiết. Sản phẩm này có vị đào, thơm ngọt và cực kỳ dễ uống. Bật mí với các bạn là chúng ta nên sử dụng collagen này từ 30 cho đến 60 phút trước khi đi ngủ vào mỗi tối sẽ giúp cho sản phẩm này hấp thụ một cách tối ưu hơn. Chỉ sau khoảng 3 tháng sử dụng thì Mi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên làn da của mình. Và đặc biệt là Mi còn được biết là sản phẩm này còn giúp tăng dịch nhầy cho các cơ khớp, giúp cho cơ thể trở nên hoạt động dẻo dai hơn. Sản phẩm HD Collagen Ring được nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản, được phân phối độc quyền bởi công ty Nhật Vi. Mi đã tin dùng, còn bạn thì sao? HD Collagen Ring giữ mãi tuổi thanh xuân. Natto Spes hỗ trợ tan cục máu đông. Natto Spes hỗ trợ phòng ngừa tai biến mạch máu não, đột quỵ và di chứng do tắc mạch người ơi. Natto Spes món quà cho người tai biến mạch máu não, đột quỵ do tắc mạch. Mỗi món ăn ngon, yêu từng không gian tiệc.